Hai thì đi. Hai năm. Trời ơi. Quá. Hello mọi người, hôm nay nhà mình đi ra chợ trời nha. Mua hết luôn. Trời ơi. Ở bên này chợ trời chỉ có cái lúc mùa hè thôi, bởi vì mùa cái tuyết á nên mình mới ra được. Gặp cái thầy em lựa cái này. Dạ. Hay lì nó thích chinh. Bà lại tay áp sẽ không sang lên con. Mặc cái đồ như là thiệt luôn á. Con gái lớn của Lộc tên là Bella và người nắm tay nó là em út của Lộc. Hai chị em cách nhau tới 16 tuổi. Nhà của Lộc thì có 5 chị em gái đó nha. Cái lúc này đang đi tới để mua một số đồ ăn sau khi mình đã mua rau củ rồi. Yum yum. Này spicy. I can tell. Rồi coi coi thứ năm, nhìn thấy chứ? Bánh mì. Ủa có cái trứng. Đây thịt không? Sao lại ngon không? Ủa sao nó sao? Không mặn nó rồi trời trời. Có cái mấy bạn này. Lúc này là thấy cái gian hàng người ta bán hot dog cuộn phô mai của kiểu Hàn Quốc á, nên là mua ăn liền. Hai đứa nhỏ nó thích quá trời luôn. Con gái lớn của Lộc đây, Isabella, người kêu tắt là Bella 8 tuổi. Bella với Hailey cùng ăn cái hot dog này. Hailey đi ra ngoài đường nhìn cũng thùy mị lắm, chứ ở nhà quậy ghê lắm nha mọi người. Mấy chị em, bà chị em của Lộc cũng ít đi xuống dưới chỗ chợ trời này lắm, tại vì nó cách xa nhà Lộc lắm. Đi tới gần nửa tiếng luôn á là cũng hơi bị xa, là tại Lộc làm biếng chạy xe lắm. Mấy người mà ở mấy tiểu bang khác á, thường như họ chạy xe một tiếng đồng hồ để đi chợ là đối với họ là bình thường thôi, nhưng mà ở Alaska một Lộc chạy tới chợ thường thường 10 phút đến 15 phút thôi à, nên mà chạy đi nửa tiếng đồng hồ thì rất là làm biếng. Đã bị bây giờ xăng nó đang đắt giá lắm nên cũng ở nhà hơi bị nhiều. Bây giờ thì cùng đi bộ ra xe để đi về nhà. Ở ngoài đó thì mấy đứa nhỏ ăn, về nhà thì mẹ ăn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video hôm nay của nhà Lộc đi chợ trời nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.